Tình hình tiêu thụ nông sản ở Thừa Thiên Huế đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương kêu gọi UBND tỉnh, kêu gọi các tập thể công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh và đông đảo nhân dân cùng chung tay hỗ trợ bà con nông dân với các sản phẩm cụ thể như là gà, vịt, cá, diêu hồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hộ nuôi vịt, gà hay tôm bán rất chậm do không có đầu ra. Trong khi đó, mỗi ngày họ vẫn phải bỏ công sức và chi phí chăm sóc đàn vật nuôi. Khó khăn thứ nhất là tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm mà khó tiêu thụ là ảnh hưởng đến thu hồi lại vốn và tái đàn. Và ảnh hưởng lớn nhất đó là thu nhập, trong khi giá cả nó quá bấp bênh và quá thấp. Các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới cũng rơi vào tình trạng ế ẩm hoặc tạm dừng kinh doanh để tránh tập trung đông người nên lượng tiêu thụ giảm mạnh. Thống kê chưa đầy đủ, hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn tồn đọng hàng vạn con vịt, hàng vạn tấn gà thịt, tôm, cá diêu hồng. Sở Công Thương cũng là đầu mối để phối hợp cùng với chính quyền của các huyện làm việc với trực tiếp các cái hộ dân, các cái cơ sở sản xuất để nắm bắt các cái số liệu, các cái số lượng yêu cầu cần phải là hỗ trợ tiêu thụ. Theo kêu gọi của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Doanh nghiệp tỉnh đã cho mở cửa các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố. Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các tập thể công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh và đông đảo nhân dân hỗ trợ tiêu thụ giúp người chăn nuôi.